Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 125, chương 806, tận thế. Tử Vi Nữ Đế cùng Phật Duyên hai mắt nhìn nhau một cái, rồi đồng thời nói: "Chúng ta đi địa phủ, ngươi tìm mấy người ứng kiếp khác, cố gắng hết sức tăng tu vi của bọn họ." Tiểu Thất ngưng trọng gật đầu: "Các ngươi phải cẩn thận, xuống địa phủ ta cũng không cần phải nói nhiều. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho quỷ vực, địa ngục, Thiết Vi Sơn, phàm là những nơi nhốt ác quỷ có thể đi ra được, tất cả phải bày ra phong ấn." "Ngươi yên tâm, trừ phi ma đầu tự mình xông vào đại địa phủ, nếu không, không ai có khả năng phá vỡ phong ấn mà chúng ta đã bày ra đâu." "Được rồi, vậy chúng ta đi trước." Lòng bàn chân của Phật Duyên dẫm mạnh một tiếng, một vết nứt đột ngột xuất hiện, âm phong cuốn lên. Lão và Tử Vi Nữ Đế nhìn nhau rồi bước vào trong khe nứt. Ở trên bầu trời của Hoa Hạ, tà khí màu đen che phủ ánh mặt trời, khắp nơi đều là quỷ khí âm trầm. Ở mọi nơi đều có thể thấy những tình cảnh hỗn loạn như là trong phim kinh dị. Thế nhưng bây giờ, tất cả đang hiển hiện trước mắt. Những yêu ma quỷ quái ở mọi nơi đều là hút tinh khí người. Những yêu quái, chó sói đói, vồ mồi, ăn thịt người, chỉ còn lại là những bãi máu. Từng màn này phát sinh làm cho mọi người bị dồn vào tuyệt vọng. Lần này bất kể dù là người nghèo hay là người giàu có, những đại quan hay là nông phu đều không thể nào chống cự được. Ở nơi này, những người này căn bản là không có sức chống cự trước yêu quái, chỉ có đợi tử vong hoặc là cầu nguyện trời xanh mà thôi. Các đệ tử môn phái còn may mắn sống sót ở Hoa Hạ, cùng với các tán tu đi đến những nơi chém giết những si mị quỷ quái. Bởi vì những si mị quỷ quái này cũng không phải là chạy ra ở thần ma chi hải, đại đa số đều là một số lệ quỷ, quỷ vương rất ít, khả năng này cũng là một điều an ủi duy nhất. Thế nhưng yêu ma quỷ quái thì loài người làm gì có sức chống cự, chỉ có để bọn chúng mặc sức chém giết nếu như chúng đến. Tại Tây Xuyên, bọn Chu Gia Hào chờ đã lâu không thấy Tiểu Thất trở về, nhưng cảnh tượng này cũng không thể nào ngồi không mà chờ đợi. Kết quả, bọn họ cũng đi khắp nơi chém giết những yêu ma quỷ quái ăn thịt người. Nhân gian tươi đẹp như vậy, dần dần biến thành một đại luyện ngục. Bất kể là người bình thường, hay là thành phần trí thức đô thị, hay là nông phu ở dã ngoại sơn dã, đủ các loại tầng lớp trong xã hội đều là chết thảm ở đầu đường xó chợ, hoặc là chết ở trong chính ngôi nhà của mình. Tiếng kèn trống của đám ma tất cả đều vang lên. Thứ có thể cứu vãn duy nhất bọn họ
chính là những kẻ được gọi là những kẻ mang thiên mệnh kia. Bây giờ họ còn đang ở đâu? Bản chất của nhân loại vốn dĩ yếu ớt vào giờ khắc này lộ hết cả ra. Quỷ khí bao quanh khắp các thành thị, tán loạn các nơi cùng rác rưởi, xe cộ bỏ hoang. Nhân loại cùng với thi thể của động vật ở khắp nơi. Đường lớn trước đây ồn ào náo nhiệt, bây giờ hoang vu không có một bóng người. Tiểu Thất chậm rãi đi trên đường chính, đem tất cả thảm cảnh nhìn vào trong mắt. Ở trong lòng như là thiêu đốt, hiện tại hắn như là một thùng thuốc nổ, chỉ cần có một đốm lửa dẫn phát sẽ nổ tung ra. Đột nhiên một tiếng ầm từ đằng xa khu dân cư truyền tới, một trận bụi mù trời cuồn cuộn, chỉ thấy có hai đạo hư ảnh từ trong một vách tường sụp đổ chui ra. Sau đó một cô gái trẻ hai tay cầm trường kiếm xuất hiện, hướng hai đạo hư ảnh kia nhào tới. Tiểu Thất dừng bước chân nhìn một màn này, mà lúc này cô gái cũng phát hiện ra Tiểu Thất, nhất thời có chút nóng nảy hướng Tiểu Thất hô lên: "Đừng có tới đây, nơi này nguy hiểm, ngươi chạy mau." Không đợi cô gái nói, ở một bên nữ tử khác cũng hô to: "Sư muội cẩn thận." Chỉ thấy hai đạo hư ảnh kia nhào tới các nàng, quỷ khí dày đặc đập vào mặt. Hai người cả kinh, vội vàng lui về đằng sau, nhưng tốc độ của nàng, các nàng không thể sánh với quỷ vật, chỉ trong một lát đã đánh tới trước người. Tiểu Thất xòe bàn tay nắm chặt, đem hai quỷ vật kia bóp cho hồn phi phách tán. Hai người ngơ ngác nhìn một màn này, đến cuối cùng khi bụi đất tản đi, nhìn rõ người trước mắt chính là nam tử trẻ tuổi. Tiểu Thất đưa mắt nhìn hai người nói: "Tòa thành thị này có còn người sống không?" "Không có, đến cả một đứa bé cũng không. Nhưng mà ta vừa rồi phát hiện ra một đứa bé là bị con quỷ ăn mất rồi." Cô gái nhẹ giọng ngậm ngùi: "Nếu như không có người, các người cũng rời khỏi đây đi, đến những thành thị có người để bảo vệ bọn họ." Nghe vậy, một người phụ nữ nói: "Không biết đạo hữu là đệ tử của hệ phái nào?" "Là Mao Sơn đệ tử." "Thì ra là Mao Sơn đệ tử. Hai người chúng ta là Nga Mi đệ tử, xin bái kiến đạo hữu." Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên: "Người là mà Nga Mi đệ tử, vậy các người có biết Lục Doanh không?" "Người biết Lục sư tỷ sao?" Tiểu Thất gật đầu. Hai cô gái vui vẻ: "Trước đó vài ngày chúng ta mới thấy qua Lục sư tỷ. Tỷ tốt hơn chúng ta một chút, ở cùng với những người trong huyền môn. Sau đó từ trong thiên địa chui ra vô số yêu ma quỷ quái, toàn bộ phân tán đi chém giết yêu ma rồi." "Vậy các cô biết bọn họ đi đường nào không?" "Không biết." "Các cô mau rời khỏi đây đi, ta chuẩn bị thanh tẩy tòa thành này." Hai nữ Nga Mi đệ tử có chút không hiểu, nghi vấn: "Bộ dáng bây giờ người muốn dùng cái gì để thanh tẩy?" "Địa ngục luyện hỏa đó." Tiểu Thất nói: "Các người nếu như không đi ra khỏi tòa thành này thì ở ngay bên cạnh ta tránh bị ngộ thương." Như vậy cũng được." Tiểu Thất giơ tay lên không vẽ hỏa phù. Linh phủ vẽ xong, bàn tay vung lên, linh phủ bay lên trên không trung. Hai nữ đệ tử Nga Mi thấy tốc độ vẽ bùa của Tiểu Thất liền trợn mắt há mồm. Trong chốc lát, cả tòa thành thị khắp nơi bay đầy linh phủ. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, niệm chú: "Thái ất chân phủ hiển thần uy, trừ yêu diệt ma bất lưu tình, vạn quỷ lâm đại nạn, luyện hỏa giáng thế rửa tội nghiệt." Từng đạo linh phù bốc lên ánh lửa hừng hực, làm cho cả tòa thành không còn chỗ nào ẩn nấp. Ở dưới ánh lửa, yêu ma quỷ quái nhảy ra ngoài chạy tứ tán, bất quá vẫn không trốn khỏi cảnh hồn phi phách tán. Toàn bộ thây khô xác thối ở trên mặt đất từ từ hóa thành bụi bặm. Cả bầu trời thành phố, tà khí kia cũng mỏng dần. Bất quá những địa phương khác tà khí lại tràn tới, khôi phục lại nguyên trạng. Trong thời điểm tòa thành bị thiên hỏa luyện hỏa, Tiểu Thất chậm chạp tiến lên. Hai nữ đệ tử Nga Mi trợn mắt vô cùng khiếp sợ. Trải qua vài chục phút luyện hỏa thanh tẩy, cả tòa thành thị
thây khô, xác thối đã biến mất, thành thị khôi phục bộ dáng như trước kia. Điều thiếu duy nhất ở đây là sinh cơ của con người. Đúng lúc này, Tử Vi nữ đế và Phật Duyên xuất hiện. Thấy vậy, Tiểu Thất nói: sự tình của địa phủ thế nào? Chúng ta đã đem địa phủ thanh trừ sạch sẽ, toàn bộ quỷ vật đều nhốt xuống tầng quỷ vực thứ 3. Chúng ta liên thủ 7 phong ấn, không có ma đầu xuất thủ, nhất định là đã bình yên vô sự. Nghe vậy, Tiểu Thất gật đầu: như vậy cũng được. Ma đầu từ trong thần ma chi hải đi ra, chúng ta sẽ phải đối phó nàng. Nàng cũng không có rảnh đến địa phủ phá phong ấn đâu. Nơi này ta vừa dùng luyện hỏa thanh tẩy một lần, đi thôi, đến những thành thị khác. Chúng ta có thể đi. Nhiệm vụ bây giờ của ngươi là tìm những người khác ứng kiếp để nâng cao tu vi của bọn họ. Phật Duyên nói: được. Gật đầu một cái, Tiểu Thất nói với nữ mang Nga Mi đệ tử: các người đi đâu? Chúng ta Tiểu Thất khẽ mỉm cười: vậy đi theo ta đi. Chương 807, tận thế phần 2. Hai nữ đệ tử Nga Mi đưa mắt nhìn nhau, sau đó kiên định gật đầu. Các nàng cũng nhìn ra Tiểu Thất là cao thủ vô cùng lợi hại. Ở bên cạnh bọn họ, có lẽ bọn họ có thể được bảo vệ. Tiểu Thất đưa tay chộp lấy, nắm hai nữ đệ tử trong tay, bay lên bầu trời. Ở đây, bầu trời bị tà khí bao phủ, Tiểu Thất đạp hư không phi hành. Hai nữ đệ tử Nga Mi có chút chịu không nổi, nhận ra sự khác thường của bọn họ. Tiểu Thất bàn tay động một cái, linh lực bao phủ các nàng mới chịu được. Đạp không đi độ 1 giờ, thấy một tòa bị Phật quang bao xung quanh một thành thị, Tiểu Thất trực tiếp vọt xuống. Đi tới trong thành phố, ở nơi đây còn rất nhiều người, có bộ đội, cảnh sát, quản lý trật tự. Toàn bộ kiến trúc thành phố ở trên vách tường đều tràn ngập những kinh thư, có kinh Phật, còn có cả những người đạo ngoại quốc đang cầu nguyện. Quỷ quái gặp được, Tiểu Thất từ trên trời hạ xuống, đương nhiên cũng không có gây lên sóng gió gì. Mấy cảnh sát bước nhanh lên hỏi: các người là ai? Chúng ta là người đâu? Có thật không? Mấy cảnh sát cũng không tin, cảnh giác hỏi, bởi vì trước đó vài ngày bọn họ đã gặp qua yêu ma quỷ quái biến thành bộ dáng người lẫn vào trong nhân loại để ăn thịt. Vì vậy, đối với người từ bên ngoài tới, nhất định phải nghiêm khắc kiểm tra, không thể buông lỏng. Tiểu Thất gật đầu, kẹp ra một đạo linh phù quăng ra ngoài, dính lên vách tường. Phù quang cùng kinh Phật tản ra ánh sáng, tụ lại với nhau. Thấy một màn này, mấy cảnh sát mới thở phào: xin lỗi, không biết các người là cao nhân. Tiểu Thất cười nhạt: cao nhân gì, cũng là để bảo vệ dân chúng thôi. Chỉ là đối tượng không giống nhau. Bất quá bây giờ phòng trừng, những người này đều đã đi đối phó với yêu ma quỷ quái. Tiểu huynh đệ, không biết là tiểu huynh đệ là đệ tử môn phái nào? Ta là đệ tử Mao Sơn. Tiểu Thất nói: ta xem tòa thành này bị Phật quang bao phủ, những kinh văn này là duy trì lực lượng của kết giới. Ta muốn biết là đệ tử Phật môn nào bày ra kết giới vậy? Cụ thể tôi cũng không biết, bất quá lãnh đạo của chúng tôi biết đó. Vậy cậu có thể dẫn tôi đi gặp lãnh đạo của các cậu không? Được, chung quy người cũng là cao nhân đối phó với yêu ma quỷ quái. Có anh ở đây, chúng tôi mới cảm giác an toàn. Bây giờ tà khí xung thiên, dụng cụ truyền tin hoàn toàn mất đi tác dụng, lập tức trở lại thời còn trước giải phóng, dùng điện đàm. Đi đến trước một tòa cao ốc, một người cảnh sát nói: là chỗ này chúng ta không vào được. Nghe một đại sư nói hắn đã bày ra kết giới đó. Tiểu Thất gật đầu, kẹp ra một chồng linh phù đưa cho bọn họ: các người đem linh phù này đưa cho những người khác, mỗi người một tờ, gặp nguy hiểm nó có thể bảo vệ các người. Đa tạ, đa tạ. Loại thời điểm này cũng không cần khách sáo. Nói xong, bàn tay của Tiểu Thất vung lên, đem xé rách kết giới, mang theo hai nữ đệ tử Nga Mi đi vào. Tiến vào trong cao ốc, tùy ý có thể thấy kinh văn ở khắp nơi, mỗi một tầng đều dán đầy linh phù. Từ lầu 1 đến lầu 3 đều chất đống vật liệu, những thứ này đều là hẳn để phân cho dân chúng ở bên ngoài, lưu trữ ở đây để đề phòng dân chúng đến giành mua. Thời khắc này có thể quyết đoán như vậy, chắc là người này cũng rất có trí tuệ tính toán. Bước lên lầu 4, thấy ở đây 4 người lính súng ống đầy đủ đang chặn ở hành lang. Vừa nhìn thấy 3 người, Tiểu Thất vội vàng giơ súng ngăn lại.
Các người đứng đấy, xin lấy ra chứng thư xuất nhập cảnh. Cái gì? Chứng thư xuất nhập cảnh? Tiểu thất nhướng mày. Chúng ta có khả năng đến đây còn không thể nói rõ vấn đề sao? Bây giờ yêu ma quỷ quái quá nhiều, hơn nữa chúng nó có khả năng biến thành giả dạng người, cho nên... Được rồi, ta hiểu. Tiểu thất giãn lông mày, là mình quá nóng lòng. Ngay sau đó nói, ngươi xem như vậy được không? Mời đại sư bày ra kết giới ở đây, ra đây một chút, ta có chuyện muốn hỏi. Xin lỗi, bây giờ lúc này đại sư của chúng ta đang làm việc đó. Đây là một cao nhân đó, ngươi không thấy đây là một cao nhân sao? Tìm đại sư ra đây. Một nữ Nga Mi đệ tử nói. Ta không có biết, các ngươi có sự tình gì? Nói xong, tiểu thất từ trong túi sách lấy ra một quả nội đan, ném lên không trung, thúc giục yêu lực ở trong nội đan. Yêu lực bạo phát, đánh thẳng vào kết giới. Sau đó, một trận tiếng quát chói tai truyền đến. Yêu nghiệt phương nào? Âm thanh buông xuống, ba hòa thượng từ trong một gian phòng vọt ra. Ở sau lưng bọn họ còn có một nam tử trung niên. Thấy một hòa thượng trong đó, tiểu thất kêu lên. Giới không hòa thượng, giới không. Hòa thượng kia nghi ngờ nhìn tiểu thất. Ngươi là ai? Tiểu thất thu lại lội đan, cười nói. Ở thành phố Minh Viễn, ta đã mời ngươi ăn bánh bao thịt đó, bây giờ quên rồi sao? Ngươi là đạo hữu tiểu thất sao? Giới không hòa thượng kinh ngạc nói. Tiểu thất gật đầu. Giới không hòa thượng bước nhanh đi tới, nắm lấy tay của tiểu thất. Ta trước đó mấy ngày cùng giới sắc sư đệ gặp nhau. Ấy, ta nghe hắn nói người biến mất ở Côn Luân Sơn, tại sao lại xuất hiện ở đây vậy? Nói ra rất dài dòng. Sau trận đánh Côn Luân Sơn, ta bị nữ tử áo đen đánh bật vào trong phong yêu đại trận. Mới đầu bây giờ không thấy loại thành thị này bị Phật quang bao phủ, cho nên muốn xuống xem một chút. Giới không hòa thượng thở dài. Tiểu thất đạo hữu, bây giờ tình hình là vô cùng nguy cấp. Nhân gian có thể tồn tại hay không trông vào các người đó. Chúng ta đã hết sức. Đúng rồi, giới sắc hòa thượng ở đâu? Ta cũng không biết. Giới sắc sư đệ đến những thành thị khác trả miêu trừ ma rồi. Bây giờ thành thị an toàn không còn nhiều. Bất quá người có thể đến Thiên Nam thị đi, bọn họ không chừng ở đó đâu. Tiểu thất gật đầu một cái. Giới không hòa thượng, giúp ta tìm một chỗ, ta dùng thiên diễn thuật suy tính một chút đã. Được rồi, vậy đi theo ta đi. Đi theo giới không đi vào trong một căn phòng. Ba người ngồi trên salon ngồi xuống nói chuyện. Giới không hòa thượng ngược lại đặt ba cái chén trước mặt của ba người. Lúc này một người đàn ông trung niên hỏi. Đại sư, ba người bọn họ là ai? Hai cô gái này ta không nhận ra, nhưng người thanh niên kia là đệ tử Mao Sơn đó, là chuyên đi bắt quỷ hàng yêu đó. Nghe lời này, hai người mừng tíu tít. Tiểu thất uống nước, sau đó nói với giới không. Hòa thượng, hai người bọn họ là đệ tử Nga Mi, ta tạm thời sắp xếp các nàng ở đây. Trung quy, người ở đây cũng an toàn. Chờ ta một thời gian, ta sẽ ra cố kết giới ở thành thị, trừ phi ma đầu tự mình xuất thủ, nếu không cũng không ai mở ra được kết giới ta đã bày. Người bây giờ tu vi như thế nào rồi? Giới không hòa thượng kinh ngạc hỏi. Được cao nhân tương trợ, ta đã đạt đến giả thiên vị. Nghe vậy, giới không hòa thượng chắp tay. À gì đà Phật, ngã Phật từ bi. Đạo hữu đã đạt đến giả thiên vị, đối phó với đại kiếp chúng ta cũng có lòng tin. Tiểu thất lấy ra thất tinh mệnh bàn, bắt đầu suy diễn xem bọn Châu Giai Hào ở đâu. Thần chú niệm xuống, một vệt kim quang bắn ra trôi lơ lửng giữa không trung. Trong đó lóe lên rất nhiều hình ảnh. Tiểu thất nhìn thấy Chu Giai Hào, Mã Tiểu Tiểu, thấy bọn họ bình yên vô sự, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giới sắc hòa thượng, Mã Tiểu Tiểu, Trần Thần cùng với Trần Quân Giật, bốn người đang ở Thiên Nam thị. Chu Giai Hào, Hứa Chính Dương ở một thành phố khác, Ma Linh và Đông Giai Minh, bọn họ mỗi một người cũng đang bảo vệ dân chúng. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện là thân ảnh của Cố Văn. Giờ phút này nàng cũng đang ở Xuân Thành, cố gắng bảo vệ dân thường. Chương 808, Tận Thế, phần 3. Thiên diễn thuật là một loại tính toán, có thể suy diễn ra số mạng của những người liên quan. Thiên diễn thuật là không biết tại sao lại xuất hiện ở trong đầu của tiểu thất. Nghĩ đến, có lẽ là Phật duyên đã ép hắn vào trong trí nhớ. Mà nay là tiểu thất, luân hồi lần thứ 9,
muốn giải quyết triệt để vấn đề của thần ma chi hải. Vốn ở đời luân hồi thứ 7 đã có thể giải quyết, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đến tận đời thứ 9, quả là thiên ý trêu ngươi. Sau khi xác định vị trí của bọn họ, tiểu thất thu lại thủ quyết, đem thất tinh mệnh bàn bỏ vào trong túi. Dưới không hòa thượng, tu vi của các nàng cũng không tệ, có thể giúp các người không ít việc. Người phải trông nom các nàng cẩn thận. Trung quy, những đệ tử Nga Mi may mắn còn sống sót lại cũng không nhiều đâu. Người yên tâm, giữa không ta xin thề, trừ khi ta chết, chứ tuyệt đối ta sẽ không để cho các nàng chết. Thề thì quá nghiêm trọng đó, bây giờ là đại kiếp, không chừng một khắc cũng có thể xảy ra chuyện. Tiểu thất nói, ta đi tìm ở dưới sắc. Sau đó đứng dậy, thân hình lóe lên biến mất. Ở trên bầu trời thành phố, tiểu thất thì triển ra âm dương phong ma đồ, đem toàn bộ thành phố bày thành một kết giới nữa. Âm dương phong ma đồ sau đó bao trùm, tiểu thất cắn ngón tay, nhỏ hai giọt máu bên trên kết giới, hồng quang lan tràn, gia cố lại. Kết giới sau khi ổn định, tiểu thất mới rời khỏi tòa thành. Giới không hòa thượng cảm giác được kết giới trở nên vững chắc không gì bằng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Kết giới này là ba người sư huynh đệ bọn họ liên thủ bày ra, một khi gặp phải loại quỷ vương vô cùng lợi hại thì cũng có chút khó chống. Bây giờ có tiểu thất gia trì kết giới, tòa thành thị này coi như cũng đã an toàn. Giới không hòa thượng nghiêng đầu nhìn hai người trung nguyên. Mới vừa rồi tiểu thất đạo hữu đã củng cố cái lên kết giới, trước mắt bảo nói tòa thành thị này là vô cùng an toàn. Chờ một hồi, các người đi theo ta ổn định tình hình của dân chúng, sau đó sẽ dần dần khôi phục sinh hoạt như cũ. Vâng, đại sư người yên tâm. Tiểu thất đi ngang qua nơi có người của huyền môn bày phong ấn, cũng sẽ ra cố phong ấn giúp họ. Trên đường đi đến Thiên Nam thị, tất cả thành thị lớn nhỏ cũng phải đến mấy chục. Thấy còn có nhiều người còn sống như vậy, tiểu thất cũng yên tâm. Chỉ cần còn có người thì cũng chưa phải là tận thế. Đại kiếp đi qua, nghĩ đến hậu nhân của nữ oa sẽ hiện thế tu bổ những lỗ thủng của nhân gian. Thiên Nam thị so với những thành thị khác, tình huống cũng gặp phải một ít. Bởi vì có bọn giới sắc hòa thượng, cho nên yêu ma quỷ quái ở nơi đây rất nhiều. Hơn nữa đều là những yêu ma quỷ quái đặc biệt lợi hại. Bọn giới sắc hòa thượng cùng với rất nhiều cao nhân huyền môn, tu vi cũng tăng lên. Bởi vì đột nhiên tà khí xung thiên, từng người tâm cảnh cũng tăng lên không ít, tu vi như vậy cũng tự nhiên trôi nước chảy thành sông theo. Tiểu thất có không ít nội đan cùng yêu linh, có thể giúp bọn họ đề thăng tu vi, nhưng tuyệt đối không thể giúp bọn họ ngưng tụ ra chân hồn. Phật Duyên và Tử Vi Nữ Đế đã nói, chân hồn chỉ có thể tự dựa vào bản thân năng lực của mình để ngưng tụ, ngoại lực chỉ là phụ trợ. Ví dụ như sau khi ngưng tụ ra chân hồn, khả năng hỗ trợ cho ổn định. Sở dĩ Phật Duyên có thể giúp tiểu thất ngưng tụ chân hồn là bởi vì bọn họ đến từ cùng một nơi, cùng trong một khối đá. Tại Thiên Nam thị, giới sắc hòa thượng cùng với Phí lão đại đem xông vào kết giới, tiêu diệt hai con quỷ vương. Mấy người đang ngồi ở dưới đất thở hồng hộc, giới sắc nói: "Bây giờ là thời đại mạt pháp, rất nhiều thành thị đều trở thành tử thành đó." "Hầy, không nghĩ đến mọi thứ lại nhanh như vậy." "Trầm huynh, ma đầu còn chưa có xuất thế, đây là nàng chỉ là điềm báo trước, thật sự không biết ma đầu xuất thế thì sẽ thế nào nữa." "Nay mặc dù không phải là tận thế, nhưng so với tận thế cũng không kém bao nhiêu đâu." Trần Thần cùng Mã Tiểu Tiểu im lặng không nói, bọn họ yên tĩnh ngồi dưới đất, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì. Đúng lúc này, có hai người trẻ tuổi kinh hoàng chạy tới, hướng dưới sắc hô lên: "Sư phụ, không xong rồi, góc đông nam bị quỷ vương xé vỡ kết giới." "Cái gì?" Bọn giới sắc sắc mặt đại biến, vội vàng nhảy lên: "Ở đâu, mau dẫn chúng ta đi." Hai người trẻ tuổi gật đầu, xoay người dẫn đường. Sau mười mấy phút, bọn giới sắc đi tới góc đông nam, thấy một đạo thân ảnh bị âm khí bao quanh, đang không ngừng oanh kích kết giới. Giới sắc hòa thượng vội xông lên, bàn tay ấn lên trên kết giới, linh phủ quán thâu. Thế nhưng điều làm cho giới sắc không ngờ là theo linh lực của hắn quán thâu vào, lại kinh hãi phát hiện kết giới càng lúc càng yếu. "Trầm huynh, nhanh lên một chút hỗ trợ ta." Trầm Quân Giật vội tiến lên hỗ trợ. Lúc này bọn họ không muốn thấy sự tình này xảy ra một chút nào,
Ở phía đông nam kết giới, ở bên ngoài bị quỷ vương xé ra một vết, quỷ vương chui vào quấn lấy mấy người. Bên ngoài kết giới, âm phong tử khí bay lên, vô số oan hồn bay lượn. Nhìn một màn này, bọn họ muốn vọt tới kết giới ngăn lại những oan hồn. Nhưng trước mắt, quỷ vương này là vô cùng lợi hại, không cho bọn họ có thể tiến lên được nửa bước. Trầm Quân Giật nói: "Đại sư, đây là có âm mưu." Dưới sắc hỏa thượng âm trầm gật đầu: "Quỷ vương này hẳn là bọn hậu khanh phái tới đó. Hắn chính là muốn quấn lấy chúng ta, để cho những lệ quỷ kia đi vào, đối với người trong thành phố mà giết sạch đó. Không thể để cho bọn chúng đi vào được." Mã Tiểu Tiểu quát lên một tiếng, chấn ma lệnh đánh ra. Quỷ vương nắm chặt quả đấm cùng chấn ma lệnh chống đỡ. Chấn ma lệnh văng ra ngoài, đụng vào trên kết giới. Bọn giới sắc mặt cực kỳ khó coi. Quỷ vương này thực lực quả là ngoài dự liệu, cường hãn đến đáng sợ. Mấy người liên thủ vậy mà cũng chỉ đánh ngang tay với hắn. Quỷ vương ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy người, khóe miệng hiện lên một nụ cười tà ác. Nhìn thấy nụ cười này, Trần Thần đột nhiên hô to lên một tiếng: "Không được, mục tiêu hắn quấn lên chúng ta là để cho những oan hồn này đi vào. Những địa phương khác khẳng định là còn có quỷ vương đang công kích kết giới." Nghe được Trần Thần nói, quỷ vương cũng phát ra âm thanh chói tai: "Vậy mà cũng đoán được." "Đại sư, Mã cô nương, các người đi đến những nơi khác, ta ở đây ngăn quỷ vương, kết giới tuyệt đối không thể để cho bọn chúng phá vỡ." Trầm Quân Giật quát lạnh: "Trầm huynh, quỷ vương này..." "Không cần nói nhảm, kết giới nếu như bị phá, người trong thành phố sẽ không còn đường thoát." Quỷ vương tét miệng cười: "Các người muốn đi, đã hỏi ta chưa?" Lời vừa dứt, hắn há to miệng phun ra mấy đạo hư ảnh. Một cái bóng mờ, thực lực so với nó cũng không hề yếu. Thấy một màn này, giới sắc hòa thượng tâm giống như tảng đá chìm xuống biển. "Giết bọn họ." Năm đạo hư ảnh vọt tới. Ngắn ngủi có mấy phút đồng hồ, mấy người coi như đã hoàn toàn thua trận. Giới sắc hòa thượng lau sạch máu ở trên mặt, ngẩng đầu nhìn năm đại quỷ vương ở phía xa. Năm con quỷ vương này đều vô cùng lợi hại, bằng vào thực lực của hắn còn không chống đỡ nổi mấy phút. Năm quỷ vương phun ra quỷ khí đen nhánh, đem sáu thân hình bao phủ. Trong phút chốc, quỷ vương động thủ, chỉ nghe ầm một tiếng, Trần Thần trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Bọn giới sắc hỏa thượng cũng chỉ có thể dựa vào trực giác ngăn cản quỷ vương đánh lén. Không đầy một phút, mấy người toàn bộ bay ngược ra. Quỷ vương từ trong quỷ khí dày đặc lắc mình, quỷ chảo lóe lên hàn mang, đâm thẳng vào tim của bọn họ. Bọn họ muốn đứng dậy nhưng cả người mềm yếu vô lực. Ở nơi đây, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại từ trên không trung hạ xuống, đem bao phủ lên năm quỷ vương. Quỷ vương động tác vừa chậm lại, ánh mắt của bọn chúng cũng hiện lên vẻ đáng sợ. Chương 809, tận thế phần 4. Bọn giới sắc hỏa thượng nhìn thấy quỷ vương đột nhiên dừng công kích, trên mặt đều mang vẻ khiếp sợ, nghi ngờ. Tiểu Thất sau khi đã đạt đến tu vi giả thiên, đối với linh lực khống chế có thể nói đã đạt đến đỉnh cao. Vì vậy khí tức bộc phát ra, có thể đem bao bọc năm quỷ vương, mà bọn giới sắc hỏa thượng cũng không cảm giác được. Này... Mấy người cả kinh, bởi vì người trước mắt đột nhiên xuất hiện. Mấy người nhìn thấy đạo thân ảnh này đều cảm thấy vô cùng quen thuộc, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ nổi là ai. Tiểu Thất lướt mắt nhìn năm quỷ vương, bọn chúng hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Thất. "Tiểu đạo sĩ, khuyên ngươi đừng có xen vào việc của người khác, nếu không ngươi hồn phi phách tán." "Con mẹ mày dọa ai? Tao chờ." Nghe âm thanh quen thuộc, thần tình của Mã Tiểu Tiểu ngẩn ra. "Là hắn, là hắn." Lời vừa dứt, bàn tay của Tiểu Thất chậm rãi đưa ra phía trước, từ từ ấn xuống. Năm quỷ vương chỉ cảm thấy cơ thể bị một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đè ép, ngay sau đó từ từ vỡ nát rồi hồn phi phách tán.
bọn dưới sắc hỏa thượng vô cùng khiếp sợ. Lợi hại đến trình độ này, bọn họ còn không chống đỡ nổi mấy quỷ vương. Thế mà người trước mắt trong tay một chiêu ấn cho năm quỷ vương hồn phi phách tán. Khi khôi phục lại tinh thần, dưới sắc hỏa thượng đứng lên: "Đa tạ tiền bối đã cứu giúp." Tiểu thất cười quái dị một tiếng: "Hòa thượng, mới bao lâu không thấy, cậu đã quên tôi rồi sao?" Người là... Tiểu thất chậm rãi xoay người, làm cho mấy người vừa nhìn thấy mặt mũi của tiểu thất liền thất kinh, sau đó hoan hỉ hô lên: "Sư phụ, sư phụ, tiểu thất." Má tiểu tiểu kinh ngạc sững sờ tại chỗ, quanh hốc mắt của nàng nước mắt chảy ra. Tiểu thất giang hai cánh tay thầm tình nhẹ nhàng: "Tiểu tiểu, ta đã trở về rồi." Mã tiểu tiểu không nén được nhớ nhung ở trong lòng nữa, nhào tới trong ngực của tiểu thất. Tiểu thất đưa tay vuốt ve tóc của nàng: "Xin lỗi, để cho các người đã chờ đợi quá lâu." Giúp nàng lau sạch nước mắt, nhìn giới sắc hòa thượng: "Hòa thượng, đã lâu không gặp." Giới sắc mừng rỡ cười một tiếng, thân thiết vỗ vai tiểu thất: "Cậu rốt cuộc cũng về rồi." "Đúng, đã về rồi." Tiểu thất nói: "Công kích bọn yêu ma quỷ quái phá kết giới tôi đã giải quyết, Thiên Nam thị trước mắt có lẽ đã an toàn đó." "Tu vi của cậu bây giờ?" "Ở Côn Luân Sơn tôi ngã vào trong phong yêu trận, trong đó có cơ duyên, tu vi đã đạt đến giả thiên." Nghe vậy, bọn giới sắc hòa thượng trợn mắt: "Tu vi giả thiên, hắn ở trong phong yêu đại trận đã gặp phải loại cơ duyên gì đây?" Bọn họ dưới sự giúp đỡ của những cao nhân huyền môn, tu vi bất quá cũng đã trùng kích đến thánh vị, giới sắc hòa thượng tính là lợi hại nhất cũng đã đạt đến thánh vị đỉnh phong. Thế nhưng so với tiến bộ của tiểu thất, quả thật là không đáng để nhắc tới. "Tiểu thất, tại sao không thấy Uyển Nhi đâu?" Mã tiểu tiểu hỏi nhỏ. Tiểu thất có chút mất mát: "Nàng bây giờ đã không phải là Uyển Nhi nữa rồi, mà nàng thật sự là Tử Vi nữ đế. Bây giờ nàng đang cùng Phật Duyên, hai người đang thanh tẩy những không thành." Phật Duyên là ai?" Tiểu thất nói. "Là hòa thượng, chính là vị cao nhân đạo Phật song tu chúng ta gặp ở số 81 kinh thành đó. Hắn tên là Phật Duyên, ta có thể đạt đến tu vi của giả thiên cũng là hắn xuất thủ tương trợ đó." "À, thì ra là như vậy." Trầm Quân giật hỏi: "Tiểu thất, với tu vi của ngươi bây giờ, liên thủ với Tử Vi nữ đế có thể đối phó với ma đầu hay không?" Tiểu thất lắc đầu: "Ta cũng không rõ." "À, đi thôi, chúng ta không cần phải đứng đây, đến địa điểm tập kết chứ." Giới sắc hòa thượng nói xong xoay người dẫn đường. Mười mấy phút, đoàn người đi đến trước một cái siêu thị. Mở cửa cuốn, thấy bên trong siêu thị có không ít người. Quét nhắt nhìn một vòng, ở đây có khoảng 400-500 người. "Hòa thượng, Thiên Nam thị chỉ còn lại từng này sao?" "Không phải, bất quá cũng không nhiều đâu. Ngoại trừ cái này, ở bên ngoài còn có 3 điểm tập kết, cộng lại có độ khoảng 2.000 Nghe vậy, tiểu thất trong lòng trầm xuống. Thiên Nam thị là một đô thị sầm uất, vậy mà bây giờ chỉ còn vẻn vẹn 2.000 người sống. Vượt qua nguy cơ cương thi vây thành, nhưng khi đại kiếp đến lại không thể thoát khỏi may mắn. Giới sắc hòa thượng nhẹ giọng: "Tà khí xung thiên, 3 quỷ vương cùng với 2 hạn bạt xuất hiện ở Thiên Nam thị. Những người dân này coi như là con kiến bò trong chảo lửa. Trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ dân chúng trong thành bị tàn sát quá nửa đó. Có vài người bỏ chạy, chờ đến lúc chúng ta chạy tới, nơi này chỉ còn lại đây thôi." Tiểu thất nói: "Tất cả sẽ kết thúc thôi. Hòa thượng, tôi tới đây chính là để tăng tu vi cho các cậu. Bằng không, chờ ma đầu đi ra, căn bản không ai có thể ngăn trở những yêu ma quỷ quái trong thần ma chi hải đâu." Tăng cao tu vi. "Không sai, tu vi của các người không sai biệt lắm, đã đạt đến thánh vị và thánh vị đỉnh phong. Nhưng một chút tu vi này thì vẫn còn thiếu, các người nhất định phải đạt đến tu vi giả thiên." "Làm sao có thể? Bây giờ là tình huống nào cậu cũng biết, làm sao có thời gian mà tăng cao tu vi?" "Có tôi ở đây mà." Tiểu thất nói. "Trước hết tìm được một cái hồ lộ thiên, đến lúc đó các người sẽ biết." Ở bên ngoại giới so với trong phong yêu đại trận thì tốt hơn rất nhiều, bởi vì ở ngoại giới linh lực đầy đủ, tiểu thất hoàn toàn có thể dựa vào tu vi của mình đem linh lực tụ lại rót vào trong cơ thể của bọn giới sắc. Bây giờ thời gian cấp bách,
đem tu vi của hai người bọn họ tăng cao, sau đó là đi giúp Chu Giai Hào, Hứa Chính Dương và Cố Văn. Nguyên bản Tiểu Thất cũng cho rằng là trời cao lựa chọn những người này, thế nhưng khi tu vi của hắn đạt đến giả thiên mới phát hiện ra không được. Siêu thị lớn như vậy, đi lại cũng khó khăn, ở trên đất la liệt người. Một số người thấy bọn giới sắc đều mừng rỡ đứng dậy. Tiểu Thất hỏi nhỏ: Hòa thượng, bây giờ ai quản lý ở nơi này? Là một hiệu trưởng đại học. Những địa phương khác đều là do các vị lãnh đạo của nhà nước. Ta biết rồi. Thôi được rồi, đi thôi. Ở trên cao ốc của sân thượng có một cái bể bơi. Ở bên trong nước đen xì xì, lạnh đến thấu xương. Bàn tay của Tiểu Thất vung lên, đem toàn bộ nước trong ao thanh tẩy, khoát tay một cái, tỏ ý mấy người lui lại đằng sau. Cặp mắt của hắn như điện. Trong khoảnh khắc, linh lực ở nơi đây bắt đầu trở nên đặc quánh lại. Tiểu Thất đem linh lực đặc quánh dẫn vào trong bể bơi. Theo thời gian đưa đẩy, nước ở trong bể bơi sôi sình sục, trở thành nước sạch. Những thứ nước sạch này toàn là linh lực của thiên địa ngưng tụ mà thành. Tiểu Thất dừng động tác nói: Tiểu Tiểu, Hòa Thượng, Trầm Huynh, ba người đi vào. Ba người nhìn nhau một cái, tiến vào trong bể bơi. Vừa vào trong thì linh lực điên cuồng tràn vào cơ thể. Bằng thực lực của bọn họ, căn bản là không chịu nổi trùng kích này. Dù cho là ba người cùng san sẻ với nhau, Tiểu Thất vội vàng làm phép để giữ linh lực ở trong cơ thể của bọn họ cân bằng với linh lực của ngoại giới. Sau đó móc ra đại yêu và nội đan, đem một nửa cho vào trong cơ thể của ba người. Thấm thoát qua 7 ngày, khí tức trong cơ thể của ba người tản ra càng lúc càng mạnh. Quả nhiên cũng đúng như suy đoán, giới sắc hòa thượng căn cơ ổn nhất đã phá vỡ sự ràng buộc, chạm đến giả thiên vị. Hắn từ từ mở mắt, trong cơ thể khí thế vừa thu vừa phóng dập dờn tỏa ra, vô cùng bá khí. Giới sắc hòa thượng nhảy ra khỏi bể bơi, cảm thụ lực lượng ở trong cơ thể, nhìn Tiểu Thất: Đây là tu vi giả thiên sao? Bất quá tôi cảm giác vẫn không có lợi hại bằng cậu à. Chương 810, cửu tinh quy vị, nàng tới. Tiểu Thất liếc mắt nhìn hắn, tức giận: Tôi hao phí sức lực đem tu vi của cậu tăng lên giả thiên, cậu không biết sao? Biết, chỉ là vẫn luôn cảm thấy kém so với cậu. Tiểu Thất khinh bỉ nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ đến: Ta đã ngưng tụ ra chân hồn, tu vi có thể so với thiên giới thần tôn rồi đó. Sau đó đến lượt Trầm Quân Giật. Mã Tiểu Tiểu tu vi căn cơ kém nhất trong ba người. Dù là nàng đã luyện vô tự thiên thư Phượng Hoàng Nguyệt Quyết, nhưng qua 10 ngày khí tức cả người của nàng mới bùng phát. Tiểu Thất cũng không biết hiện tại tăng tu vi của bọn họ như vậy có là nuông chiều quá hay không, nhưng đây là sự tình cũng không thể không làm. Mã Tiểu Tiểu từ từ mở mắt, cảm thụ linh lực hùng hậu ở trong cơ thể, nhếch miệng lên một độ cong vô cùng đẹp mắt. Tu vi giả thiên, mã gia của nàng đời đời kiếp kiếp chưa có vị tổ tiên nào đạt đến trình độ này. Tiểu Thất thở dài một hơi nhẹ nhõm, quét qua khuôn mặt của ba người. Cơ người ngày mau chóng thích nghi với giả thiên vị, ta đi giúp bọn tiểu sư thúc và Hứa huynh. Nói đến đây, Tiểu Thất dừng lại một chút, nhìn Trần Thần: Về phần tu vi của Trần Thần, các người giúp hắn tăng lên, bất quá đừng tăng lên quá lợi hại, nếu như ảnh hưởng đến căn cơ của hắn, về sau tu vi không thể tịnh tiến đâu. Được rồi, chúng ta biết. Tiểu Thất, ta đi cùng với ngươi. Tiểu Thất ngẩng đầu liếc lên nhìn bầu trời ngưng trọng: Không cần, ta chỉ còn lại hơn 1 tháng, phong ấn của thần ma chi hải sẽ bị phá đâu. Mã Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu: Vậy ngươi cẩn thận đó. Nàng yên tâm, ngoại trừ đại yêu kia thì không ai có khả năng giết được ta đâu. Nói xong, thân hình của Tiểu Thất biến mất. Hứa Chính Dương và Chu Giai Hào đang ở một thành thị lúc trước Tiểu Thất chưa từng đến, tìm có một chút rắc rối, hao tốn nửa ngày tìm được bọn họ. Ma Linh và Đông Giai Minh đã không cần Tiểu Thất xuất thủ trợ giúp. Tu vi của Đông Giai Minh hiện tại dưới sự giúp đỡ của Hiên Viên Mị đã một bước nhảy vọt. Tiểu Thất không biết là Hiên Viên Mị dùng loại biện pháp nào, nghĩ đến có lẽ cùng nữ tử áo đen
đề cao tu vi của bọn hậu khanh. Đi đến Xuân Thành, tình huống ở nơi đây so với tưởng tượng thì tốt hơn rất nhiều. Có thể thấy người đi đi lại lại, có lẽ là vì có Miêu Cương Thánh Tộc ở đây. Cũng có lẽ là Cố Văn cũng không đặt vào trong mắt của bọn hậu khanh. Ở trên tinh không xa xôi, có 8 viên minh lượng lóe lên ánh sao. Đây chính là tử vi mệnh bản. Lúc đi tới thị cục, gặp được thân ảnh của Vương Bá Ngôn. Giờ phút này, tay đang chống gậy, ngẩng đầu nhìn bầu trời bị tà khí phủ kín. Vương Bá Ngôn đã già nua đi rất nhiều, cùng với thời điểm lần trước nhìn thấy, quả thực là khác biệt một trời, một vực. Tiểu Thất bước nhanh tới, chắp tay. Sư huynh. Vương Bá Ngôn thu hồi lại ánh mắt, nhìn thấy Tiểu Thất, trầm mặc phút chốc, cố hết sức nói. Nguyên lại là tiểu sư đệ. Sư huynh, tại sao lại thành bộ dáng này? Vương Bá Ngôn đột nhiên ho kịch liệt, khóe miệng tràn ra tia máu màu đỏ nhạt. Ngón tay của Tiểu Thất đặt lên cổ tay của hắn, khiếp sợ phát hiện phổ lục phủ ngũ tạng của Vương Bá Ngôn đã héo rũ vô cùng. Hơn nữa, ở bên ngoài còn bị một tầng tà khí nồng nặc bao phủ. Lúc này, Vương Khanh Nhược từ trong cục cảnh sát chạy ra, cuống cuồng. Ra ra, người tại sao lại đi ra? Mau mau vào nghỉ ngơi. Vương Khanh Nhược đỡ Vương Bá Ngôn, chú ý tới sự xuất hiện của Tiểu Thất, kinh ngạc. Vương Tiểu Thất, tại sao ngươi lại ở đây? Tiểu Thất không trả lời, lại hỏi. Gia gia của ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Nói đến đây, nước mắt của Vương Khanh Nhược không nhịn được, liền chảy xuống, nàng thút thít. Thời điểm tà khí xung thiên, gia gia vì bảo vệ người của Xuân Thành, lấy sức một mình ngăn trở tà khí. Người cảm nhận được tà khí trùng kích, ngắn ngủi mấy ngày biến thành bộ dáng như vậy. Có hai tiền bối nói gia gia của ta không thể sống được. Tiểu Thất kính nể nhìn Vương Bá Ngôn. Sư huynh, người đã làm rất nhiều, còn lại để cho sư đệ đi. Vương Bá Ngôn run rẩy giơ tay muốn vỗ lên bả vai của Tiểu Thất một cái, ai ngờ bàn tay vừa đưa ra được một nửa liền vô lực rủ xuống. Vương Khanh Nhược bi thương đỡ Vương Bá Ngôn. Dạ dạ. Tà khí không chỉ có ăn mòn lục phủ ngũ tạng của Vương Bá Ngôn, đến cả hồn phách của hắn cũng bị cắn nuốt. Lão mặc dù bị tà khí nhập thể, có thể sống đến bây giờ cũng là nhờ lực lượng hồn phách. Chỉ là kiên nhẫn chờ Tiểu Thất đến. Vương Khanh Nhược lớn tiếng khóc, đem toàn bộ mọi người trong cục cảnh sát đi ra. Cố Văn cũng ở trong đó. Đoàn người đem thi thể của Vương Bá Ngôn tới cục cảnh sát. Tiểu Thất cũng đi vào, chờ tâm tình của bọn họ ổn định. Tiểu Thất đi đến bên cạnh Cố Văn, nói rõ ý đồ. Nàng nghe xong cũng không hề do dự, dứt khoát đáp ứng. Quả nhiên Cố Văn đã thay đổi, không còn là một nữ tử tùy hứng như trước đây. Bây giờ đã là một thiên sư xứng đáng thủ hộ nhân gian. Cố Văn tất nhiên là còn kém Mã Tiểu Tiểu, cho nên cần rất nhiều thời gian, ước chừng phải bỏ ra đến 20 ngày. Theo như Cố Văn đột phá tu vi, trong tinh không lại sáng lên một ngôi sao. 9 ngôi sao lóe sáng, ánh sáng chiếu xuống ngời ngời. Đến cả ánh trăng cũng bị che lu mờ, ánh sáng lưu chuyển, lại có một sự ba động thần kỳ. Trên bầu trời của thần ma chi hải, tà khí mịt mờ, bọn hậu khanh chỉnh tề đứng một bên, nhìn chằm chằm vào trong thần ma chi hải, phong ấn lóe lên. Ở nơi đây tồn tại một thân ảnh, đó chính là nữ tử áo đen đang oanh kích đạo kết giới cuối cùng. Ầm một tiếng, trong lúc bất chợt, một tiếng nổ vang trời. Nữ tử áo đen bay phiêu phủ giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám hậu khanh. Bái kiến chủ thượng. Theo sự tan vỡ của thần ma chi hải, tà khí nồng đậm đến mức đặc quánh lại thành thực thể. Ở bên trong đó, yêu ma quỷ quái không ngừng tràn ra. Ở đây có một đạo trận pháp cổ đạo, chỉ là bất quá trận pháp đã hết tác dụng. Tà khí xông ra cực kỳ đậm đặc, có vô số người lặng lẽ đối mặt, trong mắt không che giấu được tia sợ hãi. Nàng đã đi ra. Tử vi nữ đế cùng Phật Duyên đứng ở trên một vách núi, sắc mặt nghiêm túc nhìn bầu trời dị biến, chậm rãi nói. Cũng không biết tu vi của bọn họ tăng đến đâu. Đôi mắt đẹp của tử vi nữ đế lo âu. Nghe được nữ đế nói, Phật Duyên nhẹ giọng. Tin hắn đi, ngoại trừ hắn, ai có thể đối phó được ma đầu?
Tại Xuân Thành, Tiểu Thất nhìn Cố Văn. Đi thôi, các người nhất định phải thắng đó. Nhất định phải thắng, xin các người nhất định phải thắng. Ở phía sau, có rất nhiều người biết nội tình, giờ phút này đều đang cầu nguyện, hy vọng bọn Tiểu Thất có khả năng thủ hộ được nhân gian trong trận chiến cuối cùng này. Ở bên thần ma chi hải, tiếng nổ vang trời, vô số lôi điện đen nhánh đánh xuống. Giữa tiếng sấm vang rồi, tà khí đang bắt đầu xâm thực nhân gian. Tại địa phủ, có vô số ánh mắt ngước lên nhìn phía thần ma chi hải, sau đó thân thể không kìm lòng được mà run rẩy, bởi vì bọn họ đã nhìn thấy Diêm Vương gia trông coi địa phủ đã bị ma đầu đánh cho trọng thương. Vốn dĩ phòng ấn đã sớm bể tan tành, chỉ là bởi vì Diêm Vương gia hao phí hết sức lực của mình mới giữ được một thời gian cuối cùng. Sau khi ma đầu chui ra thì lão làm sao có thực lực mà ngăn cản đây. Chương 811, quyết chiến cuối cùng, phần 1. Thôi phủ quân chờ ở phủ phán quan, thấy Diêm Vương đã thua trận, hai mắt nhìn nhau, đồng loạt lao ra khỏi địa phủ. Tử Vi nữ đế cùng Phật Duyên xuống địa phủ, đem sự tình báo với bọn họ. Bọn họ cũng minh bạch, ngoại trừ Tiểu Thất, những người khác tu vi đều không cao, muốn tăng cao tu vi phải cần thời gian. Nữ tử áo đen nhận ra được dị động ở địa phủ, hừ lạnh một tiếng, lại không có động tĩnh gì. Bọn Thôi phủ quân xuất hiện ở trên thần ma chi hải, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo đen. Nhìn thấy các phán quan, lập tức bị đánh một cái. Mấy đại phán quan, tinh huyết phụt ra, sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy một đoàn tinh huyết tụ lại một chỗ, tản ra ba động kinh khủng, hình thành một đạo kết giới. Nữ tử áo đen trong mắt lướt ra sát ý. Sâu kiến, không biết tự lượng sức mình. Áo bào của nàng vung lên, lập tức một luồng lực lượng bắn ra xuyên thủng không gian, trực tiếp đánh vào bên trên kết giới bằng móng. Sau đó tiếng vỡ tan vang lên, xoạt một cái, toàn bộ kết giới mà các phán quan ngưng tụ đều tan biến. Có thể thấy hiệu quả không cao, từng đạo vết nứt tràn ra, phành một tiếng triệt để tan vỡ. Kết giới tan vỡ, đám người Thôi phủ quân bay văng ra, miệng học móng, khí tức uể oải rơi xuống thần ma chi hải. Toàn bộ yêu ma quỷ quái ở trong thần ma chi hải đưa tay chộp bọn họ kéo vào bên trong. Giết bọn họ, giết bọn họ. Những cao thủ của địa phủ cũng vọt ra, rồi lần lượt từng người chịu trọng thương để ngăn trở nữ tử áo đen, nhưng chỉ vô dụng. Trong tay của nữ tử áo đen, bọn họ vô cùng yếu ớt. Trong mấy vòng phòng ngự, toàn bộ sự chủ quản của địa phủ đều bị thương nặng. Bọn họ lúc này cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời của thần ma chi hải. Ngoại trừ 9 người Tiểu Thất, đi đến đây còn có Phật Duyên, Trầm Quân Giật, Hiền Viên Mị. Về phần ma chi nhất tộc, chính là muốn ngăn cản tên tộc công kích ở nhân gian. Nữ tử áo đen nhìn mười mấy đạo thân ảnh, chậm rãi nói: các ngươi rốt cục đã tới. Bất quá bằng vào các ngươi có khả năng ngăn ta sao? Tiểu Thất tử tốn, không ngăn được cũng phải ngăn. Đây là ba hồn bảy vía của nàng đã hội tụ, không phải là một luồng hồn phách. Tiểu Thất trầm giọng: nữ đế, Phật Duyên, cùng ta xuất thủ đối phó ma đầu. Những người khác toàn lực trừng trị bọn hậu khanh, cùng với yêu ma quỷ quái của thần ma chi hải. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn chúng đặt chân vào nhân gian. Chúng ta nhớ. Mọi người gật đầu. Động thủ đi. Vô luận đánh như thế nào, song phương thực lực đều cách quá xa. Lập tức, bọn Chu Gia Hào dù cho tu vi là giả thiên, thế nhưng bọn hậu khanh dưới sự giúp đỡ của nữ tử áo đen cũng đã không phải là thủy tổ cương thi bình thường. Ánh mắt của Tiểu Thất nhìn bên cạnh Mã Tiểu Tiểu, khi hắn quay lại lại chú ý tới trong trận doanh đối diện có một đạo thân ảnh, chính là Nam Ly Nguyệt. Giờ phút này nàng cũng đang nhìn Tiểu Thất. Nữ tử áo đen nhìn chằm chằm ba người Tiểu Thất: bằng vào các ngươi muốn đánh ta là đi tìm chết. Có phải là đi tìm chết hay không, phải đánh mới biết.
Thân ảnh của ba người tiểu thất lóe lên, trong giây lát đã tới bên cạnh nữ tử áo đen. Linh lực trong cơ thể thúc giục đến cực hạn, thế nhưng nữ tử áo đen này lại cực kỳ coi thường, cười châm biếm một tiếng, bàn tay nắm chặt đem thế công của ba người túm lại. Tử vi nữ đế ngọc trưởng nắm chặt, ngũ thải quang hoa hiện ra, thanh kiếm mỏng xuất hiện, nàng vung kiếm ngăn đỡ, hướng thẳng tới nữ tử áo đen chém tới. Nữ tử áo đen bàn tay giơ lên, nhìn như không có một chút lực lượng, phách một trường đem thanh kiếm mỏng ở trong tay của tử vi nữ đế đánh nát. Bốn bóng người qua lại giữa thần ma chi hải đánh cho phong vân biến sắc, những tiếng vang đùng đục vang lên, ba người tiểu thất bay văng ra ngoài, đập ầm ầm vào trong vách đá của thần ma chi hải. Đúng lúc này, một đạo bóng người xuất hiện từ trong túi vải của tiểu thất, chui vào bên trong thần ma chi hải. Tiểu thất mặc dù không nhìn rõ là cái gì, nhưng ở trong túi sách của hắn, ngoại trừ bảo bảo thì cũng là bất tử quỷ sát. Bảo bảo bị hắn phong ấn trong chiêu hồn tối, không có khả năng đi ra. Chúng thần của địa phủ bị trọng thương, nhìn thấy tình cảnh chiến đấu này đều vô cùng lo lắng. Có lẽ bọn hậu khanh thì bọn họ có thể đối phó, nhưng nữ tử áo đen này tu vi đã đạt đến mức trình độ thông thiên triệt địa, trừ phi đạt đến thiên vị. Ba người bọn họ không phải là đối thủ của ma đầu, bọn họ đã dốc toàn sức lực rồi, nhưng ma đầu này cũng chưa phát huy thập phần lực lượng. Thôi phủ quân lo lắng, những người khác cũng thở dài, loại thời điểm này thì còn có ai đâu. Nữ tử áo đen uy áp tràn ngập, âm thanh của nàng vang lên. Tam giới đã ở trong tay ta. Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy lập tức thiên tà điên cuồng tuôn ra, rất nhanh tụ lại, hóa thành một cái đóa hoa sen vô cùng lớn. Hoa sen xoay vòng tròn, làm cho không gian muốn vặn vẹo. Bàn tay của nàng hất một cái, đóa hoa sen kéo theo một cái vệt thật dài, đập tới phía ba người trước mặt. Ba bóng người vội vàng lui về đằng sau. Trong lúc bất chợt, từ bên trong thần ma chi hải bắn ra một đạo hồng mang. Tiểu thất đưa tay nắm chặt, một cỗ lực lượng tinh khiết mà cường hãn. Cúi đầu vừa nhìn, nhất thời vui mừng, là hiên viên thần kiếm. Nguyên lai, bất tử quỷ sát tiến vào trong thần ma chi hải là đi tìm hiên viên thần kiếm. Thần kiếm chảm ma. Hai tay của tiểu thất nắm chặt hiên viên kiếm xoay tròn, kiếm quang bắn ra, tàn nhẫn chém lên hoa sen. Hoa sen dừng lại, lực lượng tà ác dũng động, tiểu thất xông ra ngoài, lại một lần nữa xuất kiếm. Một kiếm ánh kiếm khí gào thét, cuối cùng chém ở đó, dũng động lên hoa sen. Hoa sen màu đen đột nhiên nổ tung. Nhìn một màn này, nữ tử áo đen lạnh lùng nói, hiên viên thần kiếm thì sao? Theo âm thanh của nàng buông xuống, chỉ thấy bên trong thần ma chi hải toát ra vô số quỷ ảnh, ùn ùn xông đến ma khí, hội tụ lại trước mắt nữ tử áo đen. Tiếng gào rú vang vọng đất trời. Một hồi lâu, một ma ảnh khổng lồ xuất hiện. Một cỗ uy áp vô cùng khủng khiếp, làm cho bọn tiểu thất cảm giác còn ngột ngạt. Đây là lực lượng áp chế đến tuyệt đối, không phải là thứ mà bọn họ có khả năng chống lại được. Ngàn năm trước, có một trận đánh có thiên giới thần tôn, ngàn năm sau đánh một trận. Những thứ này, bọn họ chỉ là người thiên tuyển. Đối phó với một đại ma đầu như vậy là sự chênh lệch vô cùng lớn. Ma ảnh khổng lồ này mang cho bọn họ một tia tuyệt vọng. Nữ tử áo đen xuất hiện trên đầu của ma ảnh, nàng quát lên. Các ngươi không ngăn được ta. Không ngăn được ta. Không ngăn được cũng phải ngăn. Tiểu thất lấy ra thiên âm cung, linh lực điên cuồng tràn ra. Mũi tên đưa ra hai loại màu sắc chói mắt. Từ sâu trong linh hồn, tiên thiên đạo ấn bắt đầu run rẩy. Một cỗ lực lượng quán thâu vào bên trong mũi tên. Ầm một tiếng, mũi tên rung lên, phát ra hào quang óng ánh, vọt thẳng tới áp chế ma khí. Tử vi nữ đế cùng Phật Duyên nhìn nhau. Bọn họ có năng lực cảm giác được, loại lực lượng này tuyệt đối không thuộc về nhân gian, thậm chí là trên thiên giới còn rất hiếm. Hẳn là đến từ trong tiên thiên đạo ấn trong cơ thể của tiểu thất. Tiểu thất cánh tay run rẩy, máu tươi từ trong tay chảy ra. Sau đó, ngón tay kéo dây cung,
từ từ buông ra. Soạt một cái, một đạo hồng mang vạch qua ma khí che phủ chân trời, xuyên qua tầng tầng ma khí, chạy thẳng tới ma ảnh khổng lồ. Ma ảnh gầm lên chói tai, há to cái miệng phun ra một chùm ánh sáng màu đen, cùng mũi tên tàn nhẫn đập vào với nhau. Chương 812. Trận quyết chiến cuối cùng phần 2. Tiếng nổ kinh thiên vang dội, mũi tên và ma khí tách ra, ma ảnh điên cuồng gầm thét. Sau đó, bên ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt, cuối cùng hoàn toàn nứt vỡ. Lúc mũi tên và chùm sáng màu đen đụng nhau, chùm sáng bị đụng nát, mũi tên bắn vào trong cơ thể của ma ảnh. Loại lực lượng đến từ hồng hoang này đã tiêu diệt ma ảnh. Nữ tử áo đen chẹp miệng, khóe miệng hiện lên vệt cười tà. Thật là không ngờ, người có thể phá hư ma ảnh ta triệu hoán. Bất quá người có thể diệt được bao nhiêu? Nàng vừa dứt lời, ở trong thần ma chư hải, tiếng sấm động vang lên, từng ma ảnh khổng lồ từ từ ngồi chồm dậy. Ba người Tiểu Thất nhìn nhau, đều là một cảm giác không nói thành lời. Bát bộ thiên long, tám thanh long thần uy đột nhiên xuất hiện, xuyên thủng từng quỷ vương. Mã Tiểu Tiểu bên kia quệt mồ hôi trên trán, nhìn về không trung, đó mới là địa phương quan trọng nhất. Giới sắc hỏa thượng cũng sử dụng ra tất cả vốn liếng ngăn trở yêu ma quỷ quái. Thế nhưng yêu ma quỷ quái ở đây quá nhiều, quá lợi hại. Di Lạc Thiên Tôn ấn, giới sắc hỏa thượng gầm lên một tiếng, Phật môn pháp tướng ngưng tụ. Hắn chỉ quyết đem mười mấy con quỷ vương trước người đánh tan nát. Nhưng con quỷ vương trước ngã xuống, con sau lại bổ nhào lên, cấu xé thân thể hắn. Giới sắc hỏa thượng miệng phun ra một búng máu tươi. Chu Gia Hào ở một bên vội vàng đánh lui yêu ma trước người, đỡ lên giới sắc. Hòa thượng ngươi thế nào rồi? Giới sắc hòa thượng lau vệt máu. Ta không sao, thật sự không sao chứ, cẩn thận. Chu Gia Hào lời còn chưa dứt, giới sắc đột nhiên đẩy hắn ra, Phật trưởng đánh tới. Hứa Chính Dương vùng chấp sinh bút và phong linh phiến, thi triển ra miêu cương đại cấm thuật. Những thứ này đến gia gia của hắn cũng không dám thi triển, một khi thi triển ra, người làm phép cũng bị cắn trả. Ở giữa không trung truyền đến tiếng quát của Tiểu Thất. Cố Văn, thất tinh mệnh bàn. Được, tiếp lấy. Cố Văn ném một cái, thất tinh mệnh bàn ném về Tiểu Thất. Tiểu Thất đưa tay tiếp lấy thất tinh mệnh bàn, rất nhanh nắm chỉ quyết. Dần dần, một cái ánh sáng kim sắc chói chang, đầy những đường vân kỳ dị, bao phủ khắp thần ma chi hải. Một lần ác chiến, ba người đối với ma ảnh này gần như thúc thủ vô sách. Cho dù Tiểu Thất thi triển chiêu số giống như vậy, cũng không thể nào phá vỡ được ma ảnh. Tiểu Thất mặc dù không biết rõ chuyện gì, nhưng bọn Tử Vi nữ đế biết rất rõ. Sau khi Tiểu Thất hội tụ ra mũi tên, thì đã bớt đi lực lượng của tiên thiên đạo ấn. Nữ tử áo đen nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vòng tròn bao phủ cả thần ma chi hải. Ngay sau đó cười lạnh. Bất kỳ pháp thuật gì ở trước mặt ta đều không chịu nổi một kích. Giết cho ta, giết hết bọn họ cho ta. Phật Duyên dường như có điều gì đang suy nghĩ, nhìn chằm chằm vầng sáng chói lọi, đột nhiên kêu lên. Là Tử Vi mệnh bản. Lời vừa dứt, âm thanh của Tiểu Thất vang lên. Giao quang quy hồi. Thân ảnh của Chu Giai Hào biến mất, xuất hiện ở vị trí của vòng tròn. Thất sát phá quân quy hồi, Ngọc Hành thiên cơ quy hồi. Tiểu Thất kêu lên. Thiên hình hiên viên Tử Vi quy hồi. Lập tức 9 thân ảnh toàn bộ xuất hiện ở bên trong vòng tròn. Theo sự xuất hiện của bọn họ, vòng tròn càng rực rỡ. Từng đạo kim quang xông thẳng tới chân trời, phá vỡ ma khí đang bao phủ. Ở trên tinh không xa xôi, Tử Vi mệnh bàn có 9 ngôi sao, giờ khắc này càng sáng đến rực rỡ. 9 vệt quan hoa bắn thẳng ra. Nữ tử áo đen nhìn một màn này, ánh mắt rốt cuộc cũng xuất hiện một tâm tình khác, là vô cùng ngưng trọng. Bàn tay của nàng bắt đầu rung động,
do triệu hồi vong hồn ngưng tụ thành ma ảnh, tụ lại thành một đại ma khổng lồ. Vô tận ma khí từ trong thần ma chi hải bốc lên cùng với ánh sáng của tử vi mệnh bàn va chạm vào với nhau. Chín vệt ánh sáng xuyên qua mệnh bàn đi vào trong cơ thể của chín người, phát ra những tiếng ong ong. Cả một cái vòng tròn đó bắt đầu xoay tròn như là một cái cối xay. Trong mắt Tiểu Thất lướt qua một vệt tinh mang, hắn ngẩng đầu nhìn ma ảnh khổng lồ vô cùng vô tận, rất nhanh kết ra chỉ quyết. Quang hoa bắn vào trong cơ thể của hắn lại một lần nữa bùng phát, mà ở giữa không trung tụ lại một thanh thần binh lóe sáng xuất hiện. Tiểu Thất gầm lên một tiếng, bàn tay vung lên, cửu sắc thần binh bắn tới. Ma ảnh huy động cánh tay ngăn trở bầu trời, ngăn cản công kích của thần binh. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Tám người còn lại cũng như vậy, máu tươi tụ lại bên trên thần binh. Thần binh điên cuồng hóa thành khổng lồ, sau đó tàn nhẫn bổ thẳng về phía ma ảnh. Ầm một tiếng, cửu sắc thần binh và ma ảnh tiếp xúc, quang hoa và ma khí bắt đầu triệt tiêu lẫn nhau. Đúng lúc này, Tiểu Thất một cước dẫm vỡ luồng ánh sáng ở dưới chân, thần binh ông ông tác hưởng trực tiếp nổ bắn ra, xuyên qua đầu của ma ảnh khổng lồ. Cửu sắc quang hoa ăn mòn ma khí, chỉ trong chốc lát ma ảnh trực tiếp nổ tung. Thế nhưng cửu sắc thần binh không có tiêu tán, dưới sự chỉ huy của Tiểu Thất hướng nữ tử áo đen mà công kích. Nữ tử áo đen vung tay áo, ma khí hiện ra lập tức chặn lại cửu sắc thần binh. Bọn hậu khanh dưới sự xuất thủ của Phật Duyên, mười mấy quỷ vương trực tiếp bị nghiền ép thành hồn phi phách tán. Chín người Tiểu Thất nghiến chặt răng, cửu sắc thần binh ánh sáng tỏa ra rực rỡ, xuyên qua trước người tầng kết giới của nữ tử áo đen, xuyên thủng thân thể của nàng. Hai cánh tay của nàng giang ra, tiếng kêu thê lương thảm thiết, lúc nam lúc nữ, cực kỳ chói tai. Trong phút chốc, một đạo thân ảnh đàn ông xấu xí hư nhược xuất hiện trước thân thể của nàng. Ngay tại lúc muốn chạy trốn, nữ tử áo đen mạnh mẽ thu lại thân ảnh của người đàn ông xấu xí lại biến mất. Phật Duyên nhìn một màn này, ánh mắt ngưng tụ lẩm bẩm, lại là như vậy. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, vậy mà trực tiếp túm lấy cửu sắc thần binh hướng bọn Tiểu Thất ném ngả là ngược lại. Tiểu Thất vội vàng biến ảo chỉ quyết, thế nhưng cửu sắc thần binh tốc độ không có chậm, ngược lại ngày càng kinh khủng. Toàn bộ mau tránh ra. Vừa dứt lời, cửu sắc thần binh đã đánh lên trên thất tinh mệnh bàn. Tử vi mệnh bàn gặp đòn nghiêm trọng, bắt đầu vỡ vụn. Chín bóng người bắn văng ra, miệng phun ra máu. Cơ hội như vậy, nữ tử áo đen làm sao có thể bỏ qua. Thân hình của nàng chợt lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Hứa Chính Dương, lòng bàn chân dẫm một cái, Hứa Chính Dương tàn nhẫn đập xuống đất. Chu Gia Hào và Đông Gia Minh cũng không thoát được. Tiểu Thất và Tử Vi Nữ Đế xoay mình xông ra ngăn cản nàng. Nữ tử áo đen lúc trước bị cửu sắc thần binh xuyên thủng thân thể là cũng trọng thương. Cửu sắc thần binh là hội tụ chín viên lực lượng tinh thần, hơn nữa tử vi mệnh bàn kia ở bên trong lực lượng vô cùng thần bí, nàng khẳng định là thụ thương không nhẹ. Phật Duyên vọt tới, ba người lại một lần nữa quấn lấy nàng. Dưới tình huống này cũng không cần quang minh chính đại, bọn hậu khanh cũng lóe lên xông tới. Dưới sắc hòa thượng kinh hãi, vội vàng thi triển ra Phật môn pháp tướng để chặn lại. Lúc trước ở bên trong tử vi mệnh bàn, linh lực tiêu hao quá nhiều, Phật môn pháp tướng ngăn cản không được bao lâu trực tiếp tiêu tán. Doanh Cầu móng tay thật dài xuyên vào trước ngực của giới sắc. Giới sắc hòa thượng tét miệng cười, ta cho dù là chết cũng phải kéo theo các ngươi. Lúc đang nói chuyện, từ trên người của giới sắc hòa thượng dâng lên một ngọn lửa màu vàng. Ở trên không trung, Tiểu Thất quay ngoắt lại, hòa thượng, ngươi làm gì vậy? Hòa thượng, ngươi làm gì vậy? Hết chương 812, hết tập 125.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.